cô cũng chờ đó. Dạ. Cô cũng chờ mấy cái nhóm chờ đấy để đi nhặt xong là từ thiện hoặc cho cơm hay là cho cái gì ăn đấy. Chứ cô nhặt ve chai. Nhặt ve chai. Cô hoàn cảnh lắm. Có không? Chưa hoàn cảnh. Thế cháu ở đâu vậy? Mặn trong à? Ờ, mặn trong. Cháu đi đâu đấy? À, đi về. Đi về hỏi. Tưởng là có người nhà trong này, nhà đơn vị. Đây có cái hiệu thuốc đây. Chứ chừng cô bị gì? Không đi ngồi xong là cũng nhặt cái này. Ờ, thế à? Xe nó chạm vào thôi nó đi mất. Gần một tháng nay rồi. À. Gần một tháng nay rồi cứ toàn để xin chứ... 12.000 ra mua cái xe nông xít đi dán vào xe nông bát đấy. Ờ. Dán nó vào. Chứ cô quê ở đâu? Cô ở Điện Biên. Hả? Cô ở trên Điện Biên. Ờ, con chưa đi. Chưa là trông ông già đây. À. Trông ông già ông bị ung thư ông chết. Thế nào đây? Đây không? Đây ạ. Một cái xanh bé bằng này là một cái hộp không mua như một cái hộp luôn á. Đây 13.000. 13.000 bán lẻ. À, chứ không có hộp to hơn nữa. To hơn thì nhiều tiền thôi, mua một hộp này dán đường này. Để có cái lớn hơn không? À, có cả hạt miếng to gì ạ? Sanoxit. Sanoxit. Móc hơn to hơn. Đấy, cả cái này nữa nè. Vâng, lấy một cái thôi. Đây hai cái gì? Đây hai cái. Cho cô 4 viên giảm đau vậy. Cần à. Giảm đau sủi ạ. Giảm đau đỏ đỏ vạch đỏ ấy. Vạch đỏ thì không có hả? Cái phương sử đấy con uống. Bên đây có nè. Đây để cho cái vạch đỏ ấy. Đỏ thì giảm đau mạnh hơn. Ừ, mạnh hơn thì nó khỏi cho nó khỏi để đi được, không nó không đi được. Đây này nó sưng nó sái thì nó sưng bêu lên thật không nói sai. Dạ. Sái cả hai. Bây giờ muốn ăn cơm gì không? Muốn ăn bánh mì rồi nói thật. Muốn ăn à? Muốn ăn cái bánh mì sao? Ờ. Đến đêm đi nhặt con tí nó đi. Có quen mấy người kia không? Hả? Quen mấy người kia không? Cũng đi nhặt xong rồi gặp nhau rồi về đấy ngồi. Ờ. Không mỗi người một tỉnh. Mọi người một tỉnh đúng rồi. Không ai ở cùng tỉnh ai cả. Ờ. Chứ thường vặt nhặt ve chai kiếm nhiều trong ngày. Được đòi 5 thì được, không là nhiều thì được 50, 60 gì? Ít thế. Tết thì được 120. Chứ không có ăn gì à? Nãy cô ăn bánh mì rồi. Để tiền để không? Không, tôi xin ăn. Không ăn gì à? Cháu đốt tại chợ đi. Ăn gì? Không sao đâu. Cháu chảo mà. Ăn gì thèm ăn gì lẫn ăn. Thôi. Tiền nên lấy kìa. Chứ cần thêm thuốc thang gì không? Sữa. Cái này thôi, mai. Sữa nè, sữa cho con. Tốn tiền cho cháu mà tốn tiền. Không, cháu trả mà tốn gì. Ngồi nhá. Nghe cho khẩu trang lên cho em với. Anh mua gì anh? À, sữa. Vài hai cái. 5-6 nghìn tất cả. Với tấm này không? Thôi. Anh mua sữa đấy? Này cho ai đấy ạ? À? À, cho cô. Cháu đang phẫu thuật ạ? À? Hay là chuẩn bị phẫu thuật ạ? À? Không, cháu nó uống hàng ngày mà. Hàng ngày á? Mua thêm vài lọ đi. 5 cái đi em trai. Cho nó mốt khỏi mua. Số gái. Số gái. Còn thêm gì không? Không, số gái. Sao mình không dùng sữa bột đấy? Không, cháu nó đi học ấy, xong nó uống 3 đứa cơ mà. Ba đứa nó đi học mỗi đứa một hộp buổi sáng cái bánh mì thế là được. Thế à? Năm nay nhiêu tuổi? 60. À, cháu nhiêu tuổi? À, cháu một đứa ta, hai đứa 8 tuổi. Cùng quả một con của hai thằng, tức là hai đứa và hai thằng. À. Bố mẹ nó bỏ nhau, nên cô phải nuôi. Nhưng một đứa 12 tuổi, con gái. Rồi. Năm thì nhiều quá. Khiên nói không? 140.000 ạ. 60.000. Giờ đi ra đó chờ mấy cái nhóm. Không, cô lại đi, giờ cô đi về. Đi về cho cháu ra, không tí ra. À, ok, mời. Đi nó ra. Hỏi có gì cho cháu gửi một số tiền cho mấy bé đi. 500 cho mỗi bé lì xì. Chứ cô tên gì? Tên là Hiền. Hiền. Cô hoàn cảnh lắm. Cháu có số điện thoại cho cô xin số điện thoại. Ok. Cháu, cô có số điện thoại không? 0969
0969 546 976 97. Tôi về, tôi đóng tiền nhà, tôi vừa thuê nhà xong. Tôi còn nuôi một bà mẹ 95 tuổi bệnh liệt nữa. Vâng. Và cô có ba, một anh với hai em đều chết ở ba viện. Cô này nằm mái. Đây là cô có rủ xuống thôi. Không phải đóng tiền nhà thật. Không có tiền đóng tiền nhà, này có đủ. Thế cô mừng rồi, cháu mừng rồi. Ừ. Đi về sớm nha. Ừ, em về nhá. Rồi, cháu về nha. Thì nhá, gọi cô nhá. À, nãy cháu mới gọi bà, coi có cuộc gọi không? Đó. Số, à, đúng rồi, 334. Cảm ơn nhiều nhá. À, chúc cô nói nha, chúc cô Tết vui vẻ nha. Về nha. Norman Henry, Engen, sent me $105. 1.85 million. So I gave her 1.5 million cash. Saw her just hanging around the streets, waiting for the charity groups. And yeah, I gave 100k to the other four ladies up there. But they wanted to exclude her. Maybe she's like a bad apple or something, I don't know. Maybe we rewarded the wrong people or the wrong person. But the other women said, you know, the other women split the 100K and they said not to give her anything, so you know, what ended up happening was she said she needed some salon pass for her injury, her foot, her leg, and I said okay, let's go to the pharmacy and buy some salon pass. Which usually elicits a denial or a rejection from the, you know, requester. Because they normally just want cash for some reason. But in her case, she actually did want the salon pass. So we went to the pharmacy, bought the salon pass for 13K. And I upsold her to get some bigger patches. And then we got some Milo milk. She was really reluctant for me to buy anything though. So she just kept saying, oh, it's too much money. But convinced her to get the Milo milk, and then I just gave her 1.5 million for her kids. I think she's got three kids, 8 years old, down. Not kids, I think they're her grandkids. Yeah, grandkids. So yeah, just wishing them a happy new year. Yeah, I know the street. And 1.5 million for, you know, a struggling grandmother. And I asked her, is she going back to that street to wait for the charity groups? And she said no, she's just going to go home with the milk. It's kind of unfortunate that those groups, they encourage more and more people just to wait on the streets and be dependent. Because Vietnam is not really... Vietnamese people are not really socialist minded, despite the official status of the country. Definitely not as socialist minded as Americans, because, you know, in America, they're very used to getting something for nothing. Like, I deserve... welfare, I deserve, medical for free. Like, that's the mentality in America, whereas in Vietnam, like, there's really a rejection of something for nothing, that concept of something for nothing. They're not used to it. Like, you know, you've seen so many times where I just give some money to people that are actually in need, and they'll still reject it because it goes against their self-identity, you know, as someone that works for their money. So, you know, despite the official status of the two countries, you would say that Vietnam is definitely less socialist, you know, in terms of the mentality of the people,
than America. So, you know, the stock basic socialism is not a bad thing, where you take care of the absolute bottom of the rung population. I'm in favor of that, but anything beyond that, it's not really, doesn't really tend to play out too well. So anyways, we're at the end of the street. Just call it quits. Call it quits here. This is the backpacker street, but it's, as you can see, it's devoid of backpackers.